Hai các bạn đang xin chào các bạn đang theo dõi kênh thầy Vũ Thuốc Nam nha. Nè anh em mình tiếp tục ngày thứ ba đi lấy thuốc nha các bạn. Cái cây nó một cái gãy giờ ngoài nói ra nó cãi. Ừ. Một chân. Cái này nó chết rồi. Nè, da với này nấm mấy chân này mà có cái gì gấm gấm đen rất là bự đó. Ó gấm đỏ rất là bự nha các bạn. Đó đó chét luôn á. Thường người ta chỉ xài gấm đen thôi ha. À, với gấm vàng thôi mà gấm này nó đỏ đỏ nó đỏ huyết nha. Cái gấm bình thường bào nó trắng ra gió là nó đen lại, còn gấm đỏ thì ra gió nó đỏ ha, gấm vàng thì nó vàng. Có cái gì gấm hết sức là bự luôn mà không biết là tránh còn không mà nghe. Còn nó phân qua cây nhỏ này. À nó hoằng qua bên kia kìa, cái gì gấm rất là bự luôn. Loại gấm đỏ này thường nó chỉ bằng cầm tay thôi ha, ngoài này nó bằng cổ giò đó. Hết sức là cái dây gấm đỏ này nó lớn. Leo leo cây này. Cái gấm thì thường là thuốc bắc nó gọi là dương tôn ha. Xong nó quằng qua cái dây bên đây, nó quằng qua đọt bên đây ha. Được cái dây gấm đỏ khá lớn á. Cái cọng dây bình kỳ nó bò xà với đất hả quý vị. Rồi nó đi quằng lên ha. Nó đi lên. Nó đi ngoằn lên đó ha. Rồi nó leo lên cây đó. Nó leo lên cây này nè ha. Bây giờ anh em mình sẽ đu cái dây này lên. Lên trên đó sở cái đọt nó xuống ha. Lên tới đọt cây vô vậy. Sở cái đọt xong rồi mình mới ấy xuống được ha. Chuyện quay video nó lên tới đọt rồi, mình để mình ở dưới này đoạn ra ha. Dây nhợ trên đây chằng chịt lắm quý vị. Rồi anh em tiếp tục lấy quỳnh kỳ các bạn ơi. Quỳnh kỳ Phú Quốc nè. Coi có nước uống không quý vị. Ồ có chảy nước nè quý vị. Đó. Dầu mới mua gì. Cắt nước là uống nước quỳnh kỳ nó cũng ngọt ngọt thơm thơm ha. Mình để mình leo bao giờ cày trơn như lắm, không có đi không ấy, mình đi từ đu từ cái cọng dây bình kỳ lên luôn ha, cẩn thận nha, mệt nhỉ. Nói chung cái hoạt động lấy thuốc thì nó không có mệt, đi giác đồ thì nó đau dai thôi, nhưng mà mệt là mệt cái tốn lực là leo á, phải leo sở cái đọt á thì mình mới lấy mới có thuốc ha. Cẩn thận á. Cẩn thận từ từ. Kèm kèm cọng dây á. Cái cây khi nó trơn. Đi theo cái dây nó được cây lên được cây nhất. Ừ.
cần thiết thì ông cắt cái cọng dây nhỏ cái bên đó, ông cuột cái cọng dây bình kỳ vô cái cây đi. Đó, cột lát xuống sở mà. Ừ. Từ từ thôi, mệt nghỉ, đừng có ráng quá. Chậm thở dưỡng sức để ấy quá. Tới trên đó thấy an toàn thì tiếp, không an toàn thì dừng lại đó, chặt ngang đó đi. Không thấy không an toàn thì chặt ngang đó, đừng leo cao quá. Nên nó vấu nhánh nào cho vững đi, ngồi cho vững đi. Nhắm an toàn tới đâu được thì xử lý tới đó đi. Tới đó cũng được rồi. Tới đó đi. Tới đó có cái nạn cho đó là vừa rồi. Làm ngang đó để kéo dây vô bụp ngang được rồi. Mình cũng muốn lấy thuốc được nhiều lắm, nhưng mà đều nó xa quá, nó nguy hiểm quá, không êm đâu. Nói chung leo cây bên đây nó già nó trơn lắm vậy. Trời mưa nó gồng nó nóng á, cây nó nhớt lắm, khó mà bám vô cái cây leo lên được. Cũng như cái cây bự đó là vô phương leo. Leo thì leo mấy cây nhỏ này, mà tới nắng khô da mình mới leo được. Còn mưa thường thường đất ướt, mưa vỏ cây nó nhớt lắm, không leo được. Phải đu mấy cái cọng dây quỳnh kỳ hay là dây mạnh hương, mạnh châu, phải đu dây lên. Còn dưới cái dây nhỏ dưới giò. Các bạn thấy không? Cái đọt mình kỳ mình sở vậy đó, mình lấy nguyên cái đoạn dây. Mình chừa cái góc lại ha. Rồi nữa cho nó lên tiếp. Rồi. Từ từ thôi, giữ cái tay á. Ôm chắc chắc thả từ từ xuống. Nãy tôi thả gách đáy quần à. Bây giờ đem có 4 cái quần không mà chưa chân xài hết 3 cái à. Xuống lên lại. Xuống lên cọng dây lại. Không qua được đâu, xuống lên lại mới được. Xuống luôn đi. Xuống lên lại dễ lên thôi. Rồi ngồi thở thôi đi. Quá. Chuẩn bị ăn cơm quý vị à. Ăn cơm giữa núi rừng nha. Ăn với vịt rút xương nha quý vị. Chứ vịt của đại kiệt cho đó. Qua 6 con nè, ăn 8 con. Để
đây kìa, mình cho cả trăm hột vịt ha, đem theo mấy chục hột à. Cơm bọc nấu đem theo ha, cù vô quần vô áo gì cái dao cho nó sạch. Tụi nó còn dơ ác nó sạch mà làm gì chứ, người kỳ cục chứ. Anh nằm anh không ngớ à, anh không ngớ nằm không trái ăn trái một. Chuẩn bị cơm chưa quý vị? Chuẩn bị quốc thôi à, mình ngưng mình ăn ạ. Trời 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 trời, ta đang cầm dao cầm mát nha, đừng nói khờ khờ nha. Thôi gì lấy cho người ta trái hay trái gì, ngày qua có mà. Cơm nước xong rồi em tiếp tục anh nè, tiếp tục leo sở đọt rồi, sở đọt rồi mới lấy tiếp ha. Dây mình kỳ này cũng trọng ha. Anh em nào lầu về lầu ha. Mấy anh em giác cũng được mấy cây số trong rừng ha. Trong rừng là giác ra là khoảng 2 cây số đi bộ. Một bao như vậy hiện nay mình vô là nặng nó khoảng có bao 40, có bao 50 kg, rất là nặng ha. Nhưng mà cố gắng làm để có thuốc hốt cho bà con ha. Kính thưa các bạn đang theo dõi kênh Thầy Vũ Thuốc Nam nha. Hôm nay là cái ngày thứ ba đi lấy thuốc, thu hoạch cũng khá ha. Thì hôm nay được một em cháu ở bên Phú Quốc tham gia góp sức, đó là được 4 nhân lực. Hôm qua là mình 3 nhân lực. Thì thu hoạch Quỳnh Kỳ cũng khá ha. Cái Quỳnh Kỳ là cái vị thuốc là bổ khí bổ huyết, bồi bổ tỳ vị ha. Nói chung là để vô thang thuốc uống nó thơm nó ngọt. Thành ra mình cố gắng mình thu hái về để thang thuốc vô cho bà con dễ uống ha. Thì về mặt nguyên tắc á, như mình nói đó, thuốc của nhà thuốc mình uống nó phải dễ uống thì người ta mới uống lâu dài, người ta mới hết bệnh được ha. Thì trước đây thì thang thuốc của nhóm thì trung bình mỗi bệnh uống khoảng 7 thang tới 14 thang. Nhẹ là 7 thang, nặng là 14 thang, là coi như là xong giải quyết được cái bệnh ha. Thì tuy nhiên cái thuốc uống nó vô nó giật dữ lắm, cho nên sau này về tới tay mình thì mình chỉnh sửa lại cái đường thuốc sau đó cho nó nhẹ hơn phân nửa, ít có giật người ta ha. Uống thì nó sẽ gấp đôi thời gian ra hoặc gấp ba thời gian ra. Tại số người trong mình có này có kia uống vô thì nó thuốc nó giật dữ lắm, còn cái người bình thường thì uống bình thường ha. Thì tết nhất tới nơi rồi, anh em cũng cố gắng tranh thủ lấy để về sớm còn vui tết với gia đình này kia nữa. Thì những cái người đi ở đây ví dụ là những cái nhân lực đi này thì không phải không có công không có chuyện, gia đình thì cũng nói chung là cũng cuối năm thì ai gia đình ai cũng tất bật hết á, cho nên mấy anh em là cố gắng đi để mà kiếm thuốc về để mà qua tết có hút cho bà con. Thì khi đi thì mình cũng quay YouTube lại để lưu đây làm kỷ niệm và cũng để chia sẻ những cái kinh nghiệm đi lấy thuốc cho những cái quý vị đồng nghiệp sau này ha, đi vô rừng lấy thuốc thấy vậy chứ rất là hiểm nguy ha. Bữa nay là đi là lủng bánh xe nè, xe mình thì hư bình chết máy nè đó.
thì nói chung ở trong rừng nó cũng nhiều cái khó bắt gặp lắm ha, thì cố gắng thôi, nói chung phải cố gắng. Thì sau này các quý vị đồng nghiệp, các cái học trò sau này đó, thì muốn đi vào rừng lấy thuốc thì cũng nên tham khảo những cái clip mình chia sẻ ha, để mình nhận dạng được những cái cây thuốc. Thuốc nam là vậy đó, người đi trước rồi chia sẻ kinh nghiệm cho người đi sau ha, để biết nắm bắt đường đi nước bước, rồi để vô rừng thu hái thuốc cho nó được nhiều cái thuận lợi ha. Thì rất mong các bạn yêu quý kênh, ủng hộ kênh thầy Vũ Thuốc Nam. Dứt lời thì kính chúc quý vị sức khỏe ha, may mắn, nhiều thành công và an lành trong cuộc sống ha. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh thầy Vũ Thuốc Nam nha. Xin kính chào tạm biệt các bạn nha.